xin trở về đôi đời xin tha thứ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, tâm điểm của mùa chay mà chúng ta hướng về là tuần thánh. Qua đó chúng ta kỷ niệm việc Chúa chịu chết và sống lại. Thế nhưng không phải chịu chết để mà thua cuộc đời đời, nhưng chịu chết để sống lại. Chúng ta được Chúa mời gọi đi vào con đường khổ nạn của Chúa Kitô để được chia sẻ vinh quang của Chúa. Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai mùa chay mời gọi chúng ta đi vào con đường khổ nạn, con đường của sự bỏ mình nhiều hơn, để được chia sẻ nhiều hơn cái vinh quang và hạnh phúc mà Chúa đã tỏ cho các thông đồ thân yêu của Chúa được thấy. Chúng ta hợp ý với các thông đồ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta được thêm lòng tin cậy và yêu mến mà hăng hái mạnh dạn đi vào con đường của sự bỏ mình nhiều hơn mà Chúa đi trước chúng ta. Chúng ta hợp ý dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình trong năm mới, cầu cho linh hồn Maria và Anton. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sông nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, con đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac đứa con một yêu dấu của ngươi và đi đến đất Moria. Ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi ngay người đến nơi, Chúa đã chỉ Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để xác thế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta.
Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng vì ngươi làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta chúc ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Tôi đã tin cậy ngay trong lúc tôi nói, tâm thân tôi trăm phần khổ cực, trước mặt Chúa thật là quý hoa, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con, Ngài con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Jerusalem hỡi. Chích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chẳng lẽ là chính Chúa? Đứng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án? Chẳng lẽ là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ở cùng cha, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lòi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người.
bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình đức tin của chúng ta có thể nói được là được viết tóm lại trong lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta tin theo Chúa để mong được điều chi? Để mong được hạnh phúc đời đời. Và hạnh phúc đó đã được tỏ hiện cho các tông đồ ngày xưa ở trên núi Tabori. Và Phêrô khi được xem thấy vinh quang của Chúa thì đã thưa với Chúa: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Mà mới chỉ là một phản chiếu hạnh phúc đời đời, phản chiếu vinh quang của Chúa mà thôi, mà đã làm cho Phêrô thấy hạnh phúc đến nỗi ông không mong muốn được gì hơn. Chúng con được ở đây thì tốt lắm. Vậy thì hạnh phúc đích thực, hạnh phúc sau cùng mà chúng ta đón nhận phải còn hơn như thế gấp nhiều lần, gấp trăm, gấp ngàn lần. Thế nhưng hạnh phúc đó không phải tự nhiên mà đến được. Hạnh phúc đó đòi hỏi chúng ta phải đi qua con đường mà Chúa đã tiên báo trước, con đường khổ nạn, con đường thập giá. Mà rồi khi nghe nói về con đường đó thì Phêrô đã sợ quá: Này Thầy, không phải như vậy đâu. Và trên núi Tabori, Chúa cho các tông đồ thân yêu nhất xem thấy một chút cái điều các ông sẽ được khi đi theo Chúa, để củng cố đức tin, củng cố cái hy vọng và ban cho các ông sức mạnh đi theo con đường đó. Con đường có khó, có khổ, có cực, nhưng mà cuối con đường đó có hạnh phúc thì người ta mới có sức mạnh để mà đi. Con đường đức tin mà chúng ta đi trong cuộc sống này nó cũng như thế. Và cái điều mà ai trong chúng ta cũng sợ, đó là sợ hy sinh. Và hy sinh như thế nào? Bài đọc 1 chúng ta nghe kể về việc Chúa thử Abraham và nói ông dâng đứa con yêu dấu Isaac của ngươi làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Và tất nhiên khi nghe nói đến việc dâng đứa con yêu dấu nhất của mình thì Abraham đã phải đắn đo, phải suy tính, đã phải chọn lựa làm sao đây. Đất hứa, Chúa hứa thì tốt lắm, và ông đang mong muốn, nhưng mà để được đất hứa đó thì Chúa nói rõ ràng: Ngươi hãy đem Isaac đứa con một yêu dấu của ngươi đến đất Moria, ở đó ngươi dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta biết rằng của lễ toàn thiêu là sao? Là phải sát tế người con rồi thiêu cháy đi. Đây là một chọn lựa có tính quyết định. Đứa con đã chết rồi thì không sống lại được. Thế nhưng vì sao mà Abraham lại có thể dâng? Chúng ta nếu mà Chúa đặt ra cho chúng ta cái thử thách đó thì chúng ta cũng phải đau đớn, chúng phải suy tính. Và cuối cùng thì Abraham đã dâng đứa con đó. Vì sao vậy? Vì ông đã được cái ơn đức tin.
Các thánh tử đạo sau này cũng được cái ơn đức tin để dám chết vì Chúa. Và tất nhiên không phải trong một ngày một giờ mà Abraham có thể được có được cái đức tin lớn lao như thế. Nhưng mà ông đã có được đức tin đó qua những chọn lựa trong cuộc sống của ông. Và qua từng chọn lựa nhỏ bé, ông thấy được rằng đi theo Chúa, ông không sợ thiệt, không sợ mất mỗi một cái bỏ đi. Ông đều có được một cái tốt đẹp lớn hơn. Và bây giờ Chúa bảo ông hãy bỏ đi đứa con duy nhất mà ông yêu dấu này, thì tin rồi sẽ được một cái điều tốt đẹp hơn bội phần. Và tất nhiên đức tin như chúng ta cũng biết, đó là cái nỗ lực của chúng ta làm theo ý Chúa. Đó là nỗ lực của chúng ta, nhưng đó cũng là một cái ơn của Chúa ban. Nếu như một người không muốn làm theo ý Chúa mà từ chối trong những chuyện nhỏ thì sẽ không có cái đức tin lớn lên. Một người trồng cái cây, mỗi ngày phải vất vả tưới cho nó một chút, hôm sau ra bắt sâu một chút, và ngày nào cũng vậy thì cái cây nó mới lớn lên, lớn lên. Không thể nào nói đùng một cái mà tin, mà vất vả để rồi có một cái cây nó sinh ra trái, sinh ra hoa tốt đẹp. Đức tin lớn lên từng ngày, cho đến ngày mà nó sinh ra trái ra hoa. Cũng vậy, đức tin trong chúng ta cũng phải lớn lên từng ngày trong những cái điều chúng ta chọn lựa nhỏ bé thôi, nhưng mà chọn đi vào con đường Chúa dạy, chọn làm những điều Chúa muốn. Và đây chính là điều Chúa nói với chúng ta trong đám mây: đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Các thánh tử đạo ngày xưa không phải đùng một cái mà rồi khi mà bị bắt và dám tuyên dương đức tin của mình đâu, nhưng mà đã nhỏ nhỏ từng chút một. Ví dụ như người ta chửi, mình nhịn. Chúng ta lớn lên một chút, rồi có cái thủ đoạn để kiếm được tiền, nhưng mà gian dối thì đã bỏ, vân vân, có nhiều lắm. Nhưng mà trong những cái nho nhỏ đấy thì chúng ta lớn lên trong đức tin, để rồi chúng ta hiểu được đức tin của thánh Abraham là không phải đùng một cái mà có được, nhưng đó là cái ơn Chúa ban lớn lắm. Nhưng mà đòi cái lớn đó, nó phải từ từ những cái nho nhỏ trong cuộc sống, để rồi cuối cùng ông đã làm được cái điều mà đối với chúng ta là không thể. Các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta chứ không phải đâu xa đã làm được cái điều mà đối với chúng ta là không thể, đó là chịu chết, là chịu lăng trì, chịu tùng một cái xẻo một miếng, tùng một cái xẻo một miếng. Mà các ngài đã chịu chết vì Chúa. Và cuối cùng ông đã qua, vượt qua cơn thử thách đó, để rồi làm sao? Để rồi khi giơ tay sát tế con của mình thì một thiên sứ nói với ông: đừng giết con trẻ, đừng động vào nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa đến nỗi không ngần ngại dâng đứa con duy nhất cho ta. Và sau đó chỉ cho Abraham con cừu đực đang buộc ở, đang bị mắc sừng trong bụi cây gần đó. Và chúng ta thấy cuộc sống đức tin nó là như vậy. Đó là cái chuyện tin vào Chúa cho thật là tốt, thật là đẹp. Đơn giản nhất là trong cuộc sống này chúng ta tìm kiếm cái điều Chúa dạy và thực hiện như vậy. Một trong những điều mà chúng ta thấy khó lắm để mà thực hiện trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sống trung thực. Chúng ta có dám trung thực, không bao giờ có một lời gian dối nào không? Chúng ta có nhiều lý do để bảo nhưng mà thế này, nhưng mà thế kia. Khi mà chúng ta có cái chữ nhưng mà đó, chúng ta không tin vào Chúa rồi. Và chúng ta bị tàn lụi đức tin,
bắt đầu tàn lụi rồi. Rồi Chúa cũng dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho cả những người ngược đãi chúng ta. Khi mà chúng ta thấy phải ăn miếng trả miếng, phải dạy cho nó, phải làm như vậy. Có một cái chị trên Facebook mang cái tên là Tể tướng Lưng Gù mới nói chuyện với chúng tôi về cái tuần vừa qua nhà cháy xong bị người ta nguyền rủa, bị người ta chê bỏ vân vân. Và nói rằng đầu tiên con cũng nghĩ bụng là người ta chửi mình không chửi lại đó, thì mình lại hiền quá, thì làm cho người ta hư ra. Mình phải chửi, mình phải la, mình phải ăn miếng trả miếng. Nhưng mà rồi sau đó chị ta đã thấy được là chính khi mà mình nhịn nhục, mình chịu đựng, đó là lúc mình làm con đường đúng nhất. Trước đây cứ tưởng rằng mình phải chửi lại thì mới là giúp cho người ta sống tốt, kẻo rồi họ hư đi. Nhưng bây giờ mới biết rằng mình nhịn, mình chịu. Cũng vậy, khi chúng ta nhịn, chúng ta chịu, chúng ta làm tốt cho cái người làm xấu cho ta, thì Chúa mới ở với ta. Và lúc đó chúng ta mới lớn lên trong đức tin. Nếu mà ta nói rằng Chúa bảo nếu mà cái này là ai mà làm được, bảo giết con của mình ai mà làm được, vậy thì giết mình, thì ta nhịn, ta chịu, ta có làm được không? Nếu mà bây giờ ngay cả cái chuyện nhỏ nhất, nhịn một lời chửi rủa, nhịn một cái lời hiểu lầm, một lời vu oan, ta nhịn không được, thì làm sao mà ta nói rằng mình có thể làm được những chuyện lớn lao hơn? Có một câu chuyện có thực xảy ra cách đây 36 năm, năm 1982, các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, quen gọi là dòng nữ Salesian, ở thành phố Cap bên Haiti, muốn thuê nhà điêu khắc Perikhit làm cho một cây thánh giá lớn để đặt trong cái nhà nguyện mới của các chị. Nhưng ông ta lúc đó bị ung thư nặng. Các chị nhờ một nữ tu cùng dòng đến gặp nhà điêu khắc để nói về ý định này. Hôm đó gặp nhà điêu khắc và có cả viên bác sĩ của ông cũng có mặt ở đó. Ông bác sĩ nói với các nữ tu, lẽ ra phải chi chị đến đây sớm hơn. Rất tiếc là bây giờ căn bệnh ung thư của ông Perikhit đã nặng rồi. Im một lát, bác sĩ quay sang nói với nhà Perikhit, ông là người có đức tin, vậy ông cứ tiếp tục hy vọng dù có điều gì xảy ra đi nữa. Và hôm đó nhà điêu khắc Perikhit nói là ông chẳng muốn cầm lấy búa để mà làm một việc chi khác hết. Vài ngày sau, một nữ tu lại đến gặp ông và năn nỉ, ông Giovanni Perikhit, các nữ tu ở nhà thờ mới tại Cap mong muốn ông làm cho các chị ấy một cây thánh giá thật đẹp, dài 2 mét. Họ biết tài năng của ông. Trước khi trả lời dứt khoát cho họ, tôi muốn hỏi ý kiến ông một lần nữa. Nhà điêu khắc trầm ngâm suy nghĩ và cầu nguyện. Rồi ông bình thản nói với nữ tu, tôi xin nhận lời. Cây thánh giá này sẽ là tác phẩm cuối cùng. Tôi sẽ làm cây thánh giá này để chuẩn bị chết. Và xin Chúa thương xót tôi. Thế rồi sau đó ông Perikhit, nhà điêu khắc, bắt tay vào công việc với tất cả tâm hồn của một người mong được làm một điều chi đó đẹp nhất cho Chúa Giê-xu. Đây là một công việc nặng nhọc vì bệnh tình của ông. Nhưng ông cảm thấy thật là lạ lùng. Mỗi nhát búa đập trên cái thanh sắt nóng đỏ thay vì làm cho ông mệt thêm thì làm cho ông cảm thấy như được bồi dưỡng sinh lực. Và ông thấy mình được khỏe mạnh trở lại. Ông tiếp tục làm việc ngày qua ngày. Và khi ông hoàn tất cây thánh giá thật đẹp, ông thấy mình đã được khỏe hẳn lại. Và ông đã được Chúa giải thoát khỏi căn bệnh quái ác. Ngày nay, cây thánh giá do ông thực hiện vẫn còn được treo ở nhà thờ thành phố Cáp và tiếp tục thu hút nhiều tín hữu, người lành mạnh cũng như người yếu đau
đến kính viếng cây thánh giá đó thường xuyên. Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hy vọng vào hạnh phúc đời đời mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Niềm hy vọng này đòi chúng ta phải có một niềm tin thật lớn lao. Niềm tin đó, đó là không còn sống cho mình nữa, mà sống cho Chúa, là dám chết đi cho mình, để mà hoàn toàn cuộc sống của mình là sống cho Chúa. Và không phải là cái chết đi nho nhỏ, mà chết đi như Abraham dám sát tế đứa con duy nhất yêu dấu của mình. Chúng ta phải dám không còn sống cho mình một chút nào, để sống cho Chúa. Thế nhưng đây là điều lớn lao lắm, Chúa sẽ ban cho chúng ta bắt đầu lại từ những điều nho nhỏ. Đó là chi vậy? Đó là chúng ta từng chút không tìm ý mình mà tìm ý của Chúa. Vinh quang mà không có khổ nạn thì chỉ là vinh quang của thế tục, nó chóng qua chóng hết. Còn ngược lại, khổ nạn mà không có vinh quang là điều vô nghĩa, chúng ta không tìm. Khổ nạn, nhưng mà khổ nạn thực sự sẽ đến cho chúng ta khi chúng ta từng ngày, từng chút một tìm kiếm điều Chúa muốn. Đơn giản lắm, mỗi khi chúng ta nhịn nhục chịu đựng người khác, cầu nguyện cái điều tốt cho họ, đó là chúng ta đang chết đi cho chính mình, để chia sẻ khổ giá của Chúa. Chúa chết, Chúa đau thương để mong cái điều gì? Mong cái điều tốt nhất cho chúng ta, hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Không phải Chúa chết một cái đùng cái trên thánh giá đâu, mà Chúa chết từ những nhát đinh đóng vào tay, từ những nhát đinh đóng vào chân, từ mỗi một làn roi đánh trên mình. Đau đớn không phải chỉ trong một giây một phút, mà trong nhiều lắm, dài dài. Xin cho chúng ta được biết chia sẻ cái chết của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, trong từng hy sinh nhỏ bé của chúng ta. Và đức tin của chúng ta sẽ lớn lên qua những hy sinh đó, niềm hy vọng cũng vậy lớn lên. Và con người mới sẽ đến với chúng ta, không phải một giây một phút, nhưng mà qua từng hy sinh nho nhỏ, từng sự bỏ mình nho nhỏ để sống yêu thương, sống nhịn nhục, sống chịu đựng, đừng sống trung thực. Lạy Chúa, xin cho chúng con đi theo con đường Chúa đã đi trong từng giây từng phút cuộc sống của chúng con, qua sự nhịn nhục, qua sự chịu đựng, qua sự tha thứ, qua sự cầu nguyện và mong muốn làm điều tốt cho những người gây khó chịu cho chúng con. Và cuộc sống mới bắt đầu trong chúng con từ ngày hôm nay. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời này. Cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà sinh bởi mẹ Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tu, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống gung tù tung. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sung lời lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sung và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã trải qua đau khổ để đạt tới vinh quang. Trong tâm tình những người muốn bước theo Chúa,
trên con đường thánh giá chúng ta cùng nguyện xin. Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm và sự thật trong khi thực thi quyền bính, nhằm đem lại hòa bình và công lý cho mọi người. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Đức Giêsu đã trải qua đau khổ để bước vào vinh quang. Xin cho những ai đang phải gánh chịu đau khổ về thể xác hay tinh thần biết nhìn lên thập giá để kết hiệp với Chúa và can đảm biến những đau khổ ấy thành niềm vui cứu độ. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của Người. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết nỗ lực canh tân bản thân mỗi ngày để nên giống Chúa Giêsu hơn, hầu xứng đáng được chia sẻ vinh quang với Người. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã tỏ cho chúng con thấy quyền năng và tình thương của Cha qua Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con trung thành bước theo con đường thánh giá Người đã đi trước chúng con, đó là sẵn sàng hy sinh, mong muốn điều tốt cho người khác, chịu sự thiệt thòi cho mình. Xin cho chúng con bước theo Chúa để mang sự sống của Chúa trong tâm hồn chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lê của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chớ vì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông, nhờ lệ luật và các ngôn sư làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh.
Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: là nguồn mọi sự thánh thiên, vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lê này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông vận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sung lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đóng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Tuổi xuân năm nay, xin thương
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự trước mình và máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin lưu ý, trong tuần này chúng ta đọc kinh nhóm trở lại. Chủ nhật tuần sau có rửa tội cho trẻ sơ sinh, và thứ sáu có viếng đàng thánh giá trước thánh lễ chiều từ lúc 6 giờ chiều. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.